Đó, ngày về vô cho đi. Tiêm mở xuống chào quay kìa. Tụi nó ăn uống no sai rồi, giờ đứa mạnh đứa nào ngồi để chờ. Ồ, các bạn ăn sáng chưa mà ngồi thờ thấy quá vậy? Ờ, cảm ơn con. Con ăn sáng chưa? Ăn đi chứ tới trưa mới được ăn nữa con à. Ăn đi chứ tới trưa con mới được ăn nữa đó. Mẹ đâu rồi? Hả? Mẹ đâu rồi con? À hả? Ơi con xuống ăn, thích ăn gì là nói bắt thành đi. Sáng con ăn gì? Con chưa ăn gì ha. Con chưa ăn gì á? Con nhìn đói hả? Bác Thanh ăn chưa mà ngồi khoanh tay vậy? No. Đi chơi mà ngồi bó gối khoanh tay là sao? No rồi. No rồi rồi đi ngủ chưa hả? Đi ngủ. Vậy rồi sao không mang tiếng đi chơi? Ngủ mà ngủ chỗ khác. Ngủ. Ủa anh đi đâu vậy? Xe tới chưa mà kéo đi vậy? Để đồ đây đi. Trời đất ơi. Ờ đi ăn đi, rồi ăn trước đi, ở đó mà. Phải không á? Nước tương. À, cậu Thành phục vụ cho cháu rồi. Cậu Thành nhớ phục vụ tỉ mỉ nha. Hỏi cháu có ăn ớt không? Không ăn ớt à? Còn thêm vài trái ớt nữa cho ngon. Hả? Rồi ok đi. Rồi qua ghế rồi đi con. Xuống ghế rồi. Bốn. Lấy gì? Đâu. Bốn đây.